Chào các bác nhé. Tiếp tục buổi chiều hôm nay thì lại một chuyến hàng con điều hòa đi gửi cho anh khách Bạc Liêu nhé. Nhân viên bưu điện sẽ lên tận nơi để đóng hàng con điều hòa. Vậy bác nào cần nhu cầu về điều hòa cấp tỉnh thành thì liên hệ với em. Anh cứ về mang về trước đi. Thì điều hòa em vẫn còn đấy. Rồi ngày hôm qua và ngày nay thì cũng đã mắc rời rồi, nhưng mà chắc nắng nó vẫn còn dài. Vậy bác nào vui cần nhu cầu về điều hòa thì tiếp tục lại ủng hộ cho em. Rồi, vậy xin chào các bác nào cần nhu cầu về cái gì thì liên hệ với đó.